yo yo yo. Yeah yeah yeah. Yeah yeah yo. Yo yeah go. Ngày hôm nay chúng ta gặp khách mời. Khách mời toàn là hip hop không? Nghe nói em đẹp tự nhiên không? À, nghe nói cha Sài Gòn không có cửa ha. Nghe nói em đẹp tự nhiên không có sữa. Lộn rồi, cái câu đầu cái tiên mới là đầu tiên. Câu của em chắc là em gài anh à. Ngày cô ấy đi theo chân mẹ cha, chàng trai bơ vơ từ xa trong tim hụt hẫng. Quen. Chị Sang, chào mọi người. Trời ơi, đây là gọi là rồi. Lúc bây giờ lớn ha, nhìn không ra luôn, đây là sao nhí một thời. Anh em mình cùng gu âm nhạc mà. Hai anh em mình cùng gu âm nhạc, nhưng rất tiếc quân AP hả? Vậy. Ai em về đổi của anh, à, mình nói chuyện sau tiếp. Lần đầu tiên trong lịch sử chúng ta, đội trưởng không ai thành chọn. Ok, vậy rồi. Cũng là làm nên lịch sử. Hết sự lựa chọn. Bây giờ, cho nãy bây giờ mình hỏi Hương Ly có muốn về đổi không? Hỏi qua đó em trả lời khác kỳ lắm rồi. Okay. Alo, người chơi thứ ba không muốn ra luôn. Em yêu ơi, mày muốn không muốn bày kình rồi nữa là không còn. Tôi về với cậu nhá. Mời em về với đội của anh. Sai. Ôi, khổ à. Thời gian chạy. Bắt đầu. Đón xem tập 5 Thành đấu ca từ mùa 4 được phát sóng vào lúc 19 giờ Chủ nhật ngày 3 tháng 11 năm 2019 trên kênh HTV7.